Chuyện về những cây phượng tím di sản ở Đà Lạt. Phượng tím Jacaranda mimosifolia đang nở hoa tím ngắt khắp phố phường, khiến thành phố hoa thêm mộng mơ, lãng mạn, trong đó có những cây gần như đã trở thành di sản. Lão phượng tím cổ thụ gần 60 năm tuổi, mà cố kỹ sư khách sạn nông học Lương Văn Sáu trồng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai là cây phượng lâu, đời nhất của Đà Lạt. Cây có dáng thế đẹp, năm nào cũng nở hoa sum xuê, tím ngắt một góc trời, làm lưu luyến bước chân khách lãng du, nhất là các nhiếp ảnh gia sau khi tốt nghiệp trường canh nông Sai Pháp, khách sạn 6, đã mang hạt giống phượng tím từ Pháp về Đà Lạt gieo ươm rồi mang cây con ra trồng thực nghiệm ven, đường phố, vào năm 1962. Mặc, dù, được chăm sóc rất kỳ công, nhưng số cây nói trên chết dần, chỉ có 3 cây sống sót, bao gồm một cây trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, một cây ở vườn hoa Bích Câu, và một cây phía trước nhà hàng Thủy Tạ. Mãi đến năm 1994 khách sạn 6 mới thành công việc nhân giống phượng tím bằng phương pháp chiết cảnh với bí quyết. Dùng một loại hóa chất kích thích việc mọc rễ và chăm sóc đặc biệt đối với cây con để tránh một số bệnh do ký sinh. Không ít người từ Huế, Hà Nội đặt mua cây giống phượng tím, nhưng ông chỉ bán với số lượng hạn chế để lấy tiền chữa bệnh hiểm nghèo và có kinh phí tiếp tục nghiên cứu. Vào cuối thập niên 90 thế kỷ xét xử, các nhà khoa học ở Đà Lạt đã lấy mầm từ ba cây phượng tím đầu dòng của ông Sáu để thử nghiệm việc nhân giống bằng phương pháp vô tính và đã thành công nhờ đó phượng tím được nhân giống trồng đại trà trên nhiều tuyến đường các công viên khoảng hơn chục năm trước cây phượng tím di sản trước nhà hàng thủy tạ bị bật gốc đổ nghiêng trong một trận mưa bão cti cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt đã dựng cây phượng dậy và dùng cây gỗ để chống đỡ cây phượng tím này tiếp tục nở hoa tím ngát vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2019, cơn mưa rông khá lớn lại quật ngã cây phượng ở Thủy Tạ, lần này thì cây bị gãy sắt gốc nên không thể cứu được nữa. Tiếc quá, điểm trách in lý tưởng mà, phẩy, uổng quá đi, nét đẹp của Đà Lạt là đây, ký ức của bao người Đà Lạt xa quê vừa bị rông gió quật ngã, xót quá. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối trên báo chí và mạng xã hội. Trước tình hình đó, chỉ hai ngày sau, đích thân ông Tôn Thiện San, Chủ tịch áp nhân dân thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo cơ quan chuyên ngành mang một cây phượng tím thật đẹp trồng ngay. Vào vị trí cây vừa ngã đổ, cây phượng thế thân này khoảng 5 năm tuổi, có đường kính gốc chừng 40cm, tán gọn, khá phù hợp với vị trí hiện tại và có dáng thế gần giống với hình dáng cây cũ, cây phát triển xanh tốt. Nhưng năm nay chưa thể nở sum xuê, bùng lên sắc tím thanh khiết ngẩn ngơ, đầy mê hoặc như cây phượng năm xưa, mọi người động viên nhau hãy dáng đợi đến mùa này năm sau. Bình luận của bạn được đánh giá rất cao hãy viết ở dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại